hello xin chào anh chị em chào mừng anh chị quay trở lại kênh đầu tư chứng khoán quay trần invest kết phiên giao dịch ngày hôm nay có rất nhiều cổ phiếu trong phiên thì nó có hoạt động rung lắc nhưng kết phiên nó rút chân và hướng lên những cái dấu hiệu này nó cho chúng ta cái tín hiệu có thể những cổ phiếu này nó tiếp tục được đánh hướng lên khi thị trường nó đã xác nhận rồi lúc đó chúng ta chỉ ưu tiên tập trung thời gian để đi tìm cổ phiếu tiềm năng cổ phiếu siêu khỏe siêu cổ phiếu mà nó được dòng tiền quan tâm nhất nó thu hút dòng tiền chảy vào mạnh nhất ví dụ như giai đoạn này này có thằng đất xanh và thằng phát đạt ở nhóm bất động sản là hai hai trong số cổ phiếu hoạt động mạnh nhất tích cực nhất ở nhóm bất động sản ấy vì được cái dòng tiền nó giữ giá ngày hôm nay là có rất nhiều nhà đầu tư bán cơ cấu hoặc là bán chốt lời ngắn hạn mua ở vùng dưới này không dám mua nhiều và nó tăng được vài phiên thì ưu tiên bán ưu tiên chốt lời trong trường hợp mà một vài phiên tới nó tiếp tục rung lắc quanh vùng này này sau đó mà chính thức vượt qua được vùng mây ấy thì khả năng cao thằng phát đạt nó còn tiến lên đến vùng 24 25 cơ. Nhưng với điều kiện nó phải vượt lên trên được cái đường AMA 50 ngày là một, vượt lên trên được cái đường giao găm 65 ngày là hai và vượt lên trên cái vùng mây này là ba. Ba cái điều kiện này mà thỏa mãn thì thời gian tới thằng phát đạt nó sẽ được đánh lên đến vùng 24.5 đến vùng 25 đấy thì anh chị em mà cầm được những cổ này thì ăn à, no luôn. Em nhau, cũng như đất xanh, rất nhiều anh em đu trần cùng mình ở phía này Ở phía này thì mình có báo anh em là em đang canh, em đang kê giá trần để lát nữa là khớp cho em. Thì ở phía này này cũng có nhiều anh em tham gia cùng mình mua thằng đất xanh. Thì đến thời điểm hiện tại thì thằng đất xanh hôm nay là mình đang có khoản lợi nhuận là 11 hơn 11% rồi. Novaland cũng đang có 6 hơn 6% rồi. Hôm nay nó giảm nhẹ một chút. CTS thì đang hơn 6% này. CTS thì mình mua có 10% v thôi. NovaLand với ở đất xanh thì mua nhiều, Đạt Phương cũng mua nhiều. Đạt Phương thì mình đang kỳ vọng là ngày mai nó sẽ tăng. Ngày mai mà kéo vượt qua được cái vùng này thì quá tuyệt vời luôn anh em ạ. Ngày mai mà kéo tăng được khoảng 3% thôi, không kỳ vọng quá nhiều đâu. Tăng hơn 3% vượt qua được vùng này thôi thì quá tuyệt vời cho Đạt Phương luôn. Đạt Phương thì mình đang cầm nhiều nhất trong tài khoản. Đất xanh ông trước đu Trần cũng cầm kha khá. Sau đó mới đến thằng NovaLand với một vài cổ phiếu khác mình đang cầm như VGS mình cầm Nhóm thép thì mình cầm VGS. Sáng nay thì có mua một ít vị thế cà phê thằng VGI, nhóm công nghệ hay GVR. Hôm nay uh, cuối phiên thì mình cũng có mua một ít. Thế yeah, là những cổ phiếu mình đang cầm mình chia sẻ với anh chị em để mình đánh giá về cái diễn biến thị trường để những anh chị em đang quan tâm đến cái chỉ số ấy. Nhưng thực ra là đến thời điểm hiện tại mình không quan tâm quá nhiều đến chỉ số chung đâu. Thị trường nó chính thức nó vượt qua mây này, hôm nay nó vượt qua mây rồi. Các cổ phiếu khác một vài phiên tới nó sẽ tiếp tục nó vượt qua mây thôi. Lát nữa mình sẽ phân tích chi tiết hơn thì anh chị em mà lần đầu tiên theo dõi video của mình thì nhớ để lại cho mình một like và subscribe kênh anh chị em có thể comment những cái quan điểm của anh chị em ở bên dưới hỏi của phiếu anh chị em đang quan tâm mình sẽ giải đáp bên dưới anh em nhé hoặc là anh chị em mà yêu thích cái phương pháp đầu tư của mình làm theo hướng dẫn trên màn hình để về đồng hành của mình thì một vài phiên tới nếu như anh em chưa biết mua gì thì khi về đồng hành cùng mình mình sẽ hướng dẫn anh chị em để anh chị em kịp thời tham gia nếu như mà chưa có hàng vẫn đang cầm tiền mặt chưa biết mua gì anh em nhá còn về diễn biến thị trường ấy thì phiên ngày hôm nay thị trường nó chính thức nó vượt qua mây nó tiến sát tới cái biên trên của cảng kháng cự khi mà thị trường nó tiến lên biên trên cảng cự và nó mấp mé nó vượt qua cái giải bollinger cái bên trên giải bollinger thì có thể một vài bên tới có thể nó sẽ test lại kiểm tra lại cái mây có thể thị trường nó sẽ hoạt động tương tự như vùng này trong khoảng 3 đến năm phiên tới kiểm tra lại quanh một hai sáu tám đến một hai bảy mươi nhiều khi cái áp lực rung lắc nó diễn ra mạnh nhanh và rát thì nó sẽ hình thành một cái mẫu hình hay đấy hay đấy trong thời gian ngắn quanh vùng này, này. quanh cái vùng một hai năm mươi đến một hai tám mươi điểm nhiều khi nó nhúng xuống ăn một chút cơ nếu như mà nhúng xuống thì có thể là phải tuần sau mình nhúng xuống đầu tuần sau nhúng xuống ngay sau đó thì nó lại tiếp tục hướng lên hướng lên tiếp tục hướng lên đến một hai tám mươi cộng trừ nó lại quay lại kiểm tra lại quanh đường em 50 năm mươi ngày và sau đó thì tiếp tục nó ảnh hướng lên đấy là cái vận động của thị trường mà nó có thể xảy ra trong thời gian tới để anh em mà đánh ấy thì ưu tiên canh chỉnh, canh rung lắc để mua, đừng mua FOMO, đừng mua đuổi. Mà nếu như mà thấy nó tiếp tục nó rung lắc ấy, đặc biệt là phải chú ý đến nhóm bất động sản là một, nhóm chứng khoán là hai, cùng với những cổ phiếu một số cổ phiếu riêng lẻ ấy, mà nó thu hút được dòng tiền chảy vào, dòng tiền tham gia ấy thì đó là cái điểm đến để anh chị em tham gia để anh chị em giải ngân. Anh em cứ đi theo cái người khổng lồ thôi. Trend following nó là như vậy follow the money nó như vậy chạy theo dòng tiền lớn ưu tiên những cổ phiếu mà tính đầu cơ cao thu hút được dòng tiền chảy vào mạnh mẽ thì đó là điểm đến anh chị em cần hướng tới thì giai đoạn này có thằng đất xanh và một này khoảng phát đạt là hai phát đạt hôm nay nó tiếp tục tăng bởi vì nó còn cách xa cái vùng cản trong ngắn hạn nó đang tiến sát tới cái đường ngày 50 năm ngày nhưng mà có vượt qua hoặc đâu thì đây là cái dấu hiệu chứng lạ trong một quá trình đi lên đây là điều chúng ta thường thấy trong quá trình đầu tư thì nó tương tự như đích thôi đích và phát đạt thì nó đều đang gặp phải vùng cản là đường năm 50 ngày và đường giao găm 65 ngày và cái vùng mây ngay phía trên thời gian nó test lại thì có thể nó sẽ kéo dài khoảng 3 năm phiên đánh thì đánh tương tự giống như Novaland ở nhịp này này anh em để kỹ cho mình nhá anh em thấy là phiên ngày hôm nay nó tương tự giống như Novaland không ở cái phiên ngày mùng 7 tháng 11 đó tích lũy khoảng 23 phiên quanh cái cây mở gáp thứ hai cái cây tăng mở gáp thứ hai thôi thì có thể ngày mai tiếp tục test lại mai test lại hay không chả sao cả. Anh chị em mà muốn mua Novaland thì canh quanh 12.5, nếu như chưa có hoặc là ưu tiên thì ưu tiên thằng phát đạt, ưu tiên phát đạt ở quanh đây này. Ưu tiên phát đạt quanh cái gap này này, quanh cái gấp 20 đến 20.4 cộng trừ hoặc là thằng đất xanh thì ưu tiên ở quanh cái vùng 15.2 cộng trừ. Như là trong cái video hôm qua mình chia sẻ với anh em và anh em phải để ý cái chọc giờ của nó này thì có thể ngày mai nó đánh về đây này ngày mai sẽ nhúng xuống một chút về quanh 15.2 có thể là về quanh 15.2 sau đó cuối phiên mà rút chân hướng lên thì rất có thể là cuối phiên ngày mai sẽ tiếp tục kéo hoặc là sang phiên ngày kia tiếp tục kéo luôn đấy là về cách đánh của đất xanh mà anh em cần phải chú ý cho mình đất xanh là cổ phiếu ưu tiên nhất giai đoạn này phát đạt vậy nhá phát đạt này anh em thấy nó có thủng một cái đường hỗ trợ nào thì không loại trừ việc là ngày mai nó sẽ tiếp tục nó đánh kiểu này sau nhúng xuống đây này nhẹ nhàng thì nhúng xuống 24 20.4 thì sau đó sau đó tiếp tục được kéo lên ngay lập tức thì anh em nào mà muốn mua ấy, thì canh quanh 20.4 để giải ngân để ở với phát đạt thì ưu tiên nhất là hàng đất xanh và thằng phát đạt đối với những anh chị em chưa có hàng mà muốn giải ngân hòa với những anh chị em mà muốn mua gia tăng ấy thì cũng cần phải chú ý cái điểm gia tăng của thằng đất xanh và thằng phát đạt nó không test lâu đâu nó không test nhiều đâu chỉ trong một vài phiên tới là nó sẽ test xong thằng này là thằng vượt qua mây rồi nhá nó sẽ nhanh chóng vượt qua cả cái vùng này này cả cái đường giao găm 129 ngày để những anh em mà chờ gáp ở đây này. rất nhiều anh em chờ cái gáp ở quanh 14 này 14.2 làm gì có đâu đối với con sóng này anh em đừng mong nó quay về vùng 14.5 cũng trừ bởi vì sao anh em biết không bởi vì một khi nó có tiếp diễn một cây tăng trần này mà nó xuất hiện một cây phủ nhận vì thì giảm về 14.5 thì có phải là nó giảm phủ nhận lại cây tăng trần này không mà khi nó xuất hiện một cây giảm phủ nhận này thì chứng tỏ là cổ phiếu rất xấu rồi. Đặc biệt thanh khoản lại lớn đó, thì chứng tỏ là cổ phiếu rất xấu. Chúng ta mong chạy không được thì anh chị em lại muốn mua mua giá rẻ. Thì đánh như vậy thì anh chị em sẽ tiếp tục lại gặp phải thiệt hại trong quá trình đầu tư. Mua thì nên ưu tiên mua sớm. Anh chị em có thấy là anh chị em kể anh chị em mua giá trần ở cái phiên này còn hơn là anh em canh chỉnh ở phiên hôm sau không? Kiểu Novaland này, mình có chia sẻ với anh em về việc kể anh chị em có mua giá trần ở phiên ngày hôm 16 tháng 8 nó còn hơn là anh em canh chỉnh hôm sau cho đến thời điểm hiện tại làm gì có chỉnh đâu, để phát đạt này, hầu hết anh chị em mua nên ưu tiên cái cây đầu tiên nó trở lại xu hướng và tăng trần, tăng tăng trần thì mới là dấu hiệu cổ phiếu khỏe, không tăng trần thì chứng tỏ là cổ phiếu nó không đủ khỏe để kéo tăng được trần, đúng không? thì cứ cổ phiếu nào tăng trần thì đó là điểm đến của anh em. Sau này nếu như mà anh chị em có lặp lại thị trường có lặp lại một mẫu hình tương tự như vậy thì chúng ta cứ thế mà làm thôi. Quá trình đầu tư là còn dài chứ không phải là một hai ngày một hai tháng một hai năm mà khi anh chị em đã xác định với công việc đầu tư là phải xác định là đầu tư cả đời mà khi chúng ta đã xác định với công việc đầu tư là phải xác định là đầu tư cả đời thì là sau này anh chị em có đạt được cái mục tiêu về tự do tài chính thì anh em vẫn tiếp tục đầu tư không đầu tư chứng đầu tư đất đầu tư doanh nghiệp đầu tư rất nhiều loại hình đầu tư không chỉ riêng là đầu tư chứng khoán quan trọng là bản chất thì nó vẫn là như nhau chúng ta đều kỳ vọng là mua xong nó tăng và bán được với giá đất hơn. Thì anh chị em cần gì phải đi tìm đáy mò đáy kiểu như là anh chị em đầu tư đất cát ấy. bây giờ đang ở trong một con sóng đi lên trong một chen đi lên anh chị em có mong là giá đất nó giảm để anh em mua không? à khi anh chị em đã quyết định anh chị em mua thì chị em cứ mua thôi và kỳ vọng là mua xong nó sẽ nhanh chóng nó tăng đúng không? thì cái việc chứng khoán nó cũng như vậy đang trong một cái xu thế đi lên nó chỉ có những cái nhịp rung lắc ngắn hạn thôi thì anh em phải canh nếu như chưa có hàng thì phải nhanh chóng canh cái nhịp rung lắc để tham gia chứ đừng kỳ vọng là vừa mới hôm trước tăng trần hôm sau là có giá đỏ để tham gia rất hiếm khi rất ít khi anh em nhá nên đây là lý do vì sao cái phiên này này phiên 16 tháng 8 này người động viên anh em là anh em không dám mua nhiều thì mua ít vẫn phải quan trọng là vẫn phải mua ở cái phiên đó thì đến ngày hôm nay anh em mới có lãi như đất xanh mình đang có lãi gần 12 rồi 11,2 phần rồi thằng Novaland gần 7 rồi Đạt Phương ngày mai tăng là nó phải lên 67 phần Đạt Phương thì mình mua ở đây này 51.5 ở đây này 51.5 ở đây này thì ngày mai mà tăng phát lên đây là lại khoảng 67 phần trăm lợi nhuận ngay mình kỳ vọng là thằng Đạt Phương ngày mai sẽ lên đấy nó đang hình thành cái mẫu hình vai đầu vai ngược này anh em thấy không đây chính là vai đầu vai ngược này một vài phiên tới nó sẽ đồng thuận cùng với thị trường để tăng và vượt qua cái vùng mây mỏng này, này. Đây là cái vùng giao thoa giữa cái mây xanh và mây đỏ thì nó cần phải nhanh chóng vượt qua chứ để lâu quá là tiến sát tới cái vùng mây dày này thì rất khó để vượt qua anh em nhá. Nó cần phải nhanh chóng vượt qua. Tất cả các cổ phiếu anh em đang theo dõi mà chưa vượt qua được mây, một hai phiên tới nó cần phải nhanh chóng vượt qua mây chứ còn không thì vứt. Không vượt qua sớm thì cái quá trình này nó sẽ thất bại, nhanh chóng thất bại đấy nên không phải là cổ phiếu đi ngang lâu quá là tốt đâu. Mình hy vọng là quá trình đi ngang của phần lớn cổ phiếu, đặc biệt là như cái nhóm Micap ấy, nó đi ngang thêm khoảng 1-2 phiên tới nữa thôi. Ngày mai, ngày kia nên tăng. Ngày mai chưa tăng được thì ngày kia nên tăng. Ngày kia là phiên thứ năm đúng không? Ngày kia là phiên thứ sáu, phiên cuối tuần thì nên tăng. Không tăng được ấy thì chứng tỏ là cổ phiếu đang có vấn đề và chúng ta cần phải đánh giá, đánh giá lại cổ phiếu ngày mai ngày kia mà thằng này nó tăng được hướng được lên vùng 56 quá tuyệt vời luôn thì anh em chú ý những cổ này cho mình nếu như mà chưa có thì ngày mai đầu viên vẫn có thể giải ngân có thể thằng đạt phương nó sẽ kéo tiếp tục kéo đấy nó tương tự như vùng này này thì ở thời điểm hiện tại nó đang tương tự như vùng này này ngày mai ngày kia là kéo là sẽ hướng lên đến vùng này ngay anh em nhé thì cái thằng cổ phiếu thứ nhất mình muốn chia sẻ với anh em là nếu như ngày mai nó có rung lắc thì để anh chị em còn chuẩn bị để tham gia cái thằng này này anh chị em canh ngày mai có thể giải ngân để đặt trước cái lệnh quanh 15.2 nó nên giữ được 15.2 không giữ được thì không tốt lắm đâu chạm 15.2 rút chân hướng lên sang phiên ngày kia là phiên cuối tuần tiếp tục tăng mạnh hướng lên đến vùng 16 16.5 thì chứng tỏ là đất xanh quá đã đẹp luôn thì đối với cổ phiếu này anh chị em có thể kê trước cái lệnh quanh 15.2 15.3 ngày mai anh chị em nhá đấy là cổ phiếu nhất thằng thứ hai là thằng phát đạt Hôm nay nó gặp cái cản quanh em ấy 50 ngày. Ngày mai thì có thể test lại đầu phiên quanh 20.4. Sau đó nên ưu tiên rút chân hướng lên, đóng cửa lưỡng lượng quanh tham chiếu. Thì rất có thể là ngày kia nó sẽ tiếp tục được kéo lên. Và sau đó thì có thể sang tuần hoặc là ngay viên ngày kia nó sẽ tiếp tục vượt qua được cái vùng mây này. Đánh như vậy mới thể hiện được đây là cổ phiếu leader anh em nhá, thằng phát đạt là cổ phiếu thứ hai. Cái nhóm bất động sản thì mình ưu tiên nhất là cái thằng phát đạt bằng đất xanh. Và anh em mà không mua được phát đạt, không mua được đất xanh thì lúc đấy thì mình ưu tiên Novaland hay là đích sau. Novaland thì nó đang sát cái mây này. Nó đang có ba cái tín hiệu cản, nó cản bước lại. Nhưng mà có một tín hiệu tích cực là phiên ngày hôm nay nó vẫn giữ được phía trên được ngày mây 50 ngày. Ngày mai thì có thể tiếp tục lưỡng lượng quanh cái vùng 12.5 cộng trừ thôi. Sau đó có thể ngày kia hoặc là cuối đến ngày mai luôn cũng được nó tiếp tục nó kéo lên nó tiếp tục nó kéo hướng lên đây là một tín hiệu rất là đẹp với thằng Novaland đấy cái giai đoạn hiện tại ấy, nó đang có những nét tương đồng như vùng này, này của những cổ phiếu như đích này ở giai đoạn đầu tháng 11 năm ngoái Novaland này đất xanh là giai đoạn này, này. nó có một vài phiên nó trứng lại nhưng quan trọng nó vẫn giữ được nằm phía trên cái đường xu hướng thì nó sẽ nhanh chóng vượt qua cái vùng mây này nhưng giai đoạn này vượt qua mây dày sắp tới nó nên nhanh chóng vượt qua kèm nhá ngoài ra thì còn một số cổ phiếu khác một số cơ hội khác Ví dụ như rằng GVR này, GVR thì kết phiên ngày hôm nay nó đang có dấu hiệu đánh hướng lên này, hoạt động tương đối tích cực. Với cái viễn cảnh này, nếu như ngày mai mà thằng này nó đánh vượt lên trên được cái vùng mây này và hướng lên đến vùng 37 thì quá là tuyệt vời luôn. Trong trường hợp nó chưa chưa tăng được ngay mà nó tiếp tục nó test lại thì trong khoảng 2 3 phiên tới thì nó nên vượt qua. Nếu như không vượt qua mà kiểu có dấu hiệu liếm dần mà thanh khoản lại lớn dần thì anh em đang cầm thì anh em ưu tiên cơ cấu anh em nhé để làm sao nếu như là với những cái vị thế với những cổ phiếu chúng ta mua hơi sớm mua chưa đúng điểm cái tín hiệu của nó nó không được thực sự mạnh mẽ và sau đó nó quay đầu nó lỗi thì chúng ta ưu tiên cơ cấu để giữ tiền mặt anh em nhé những cổ phiếu như GVR cuối phiên nay nó có hoạt động hướng lên nhưng mà từ nay đến cuối tuần thì nó nên tăng nên tăng để hướng lên đến vùng 36.5 đến vùng 37 không hướng lên được không tăng được lên đến vùng này thì nó lại hơi yếu ưu tiên tăng lên đến vùng 36.5 đến vùng 37 ngay trong tuần này anh em nhá thế với thằng GVL ngoài những cơ hội này ra thì còn một số cổ phiếu khác ví dụ như là cái nhóm chứng khoán thì đang có cái thằng SHS này kết phiên ngày hôm nay nó tiếp tục nó ảnh hưởng lên này hôm trước thì mình có khuyến nghị anh chị em ở cái điểm này ở phía này trong một vài phiên tới mà nó vượt qua được vùng mây này thì rất là tuyệt vời nhá từ cái vùng mà mình khuyến nghị anh em tham gia mà tiến lên được cái vùng này tiến lên được đến cái vùng 18.5 là nó sẽ giúp anh em mang về khoản lợi nhuận là khoảng 15% đấy. Anh em có thể target lên đến vùng 18.5 để chốt lời em nhá. TS là đang tiệm cận lên đến vùng đỉnh cũ rồi này. Như biết ai thì đang test lại này. CTS đang test lại này. Sắp tới là sẽ nhanh chóng vượt qua vùng mây thôi. Không vượt qua thì nó chứng tỏ là quá yếu. Sau đó sang tuần sau nó chính thức nó vượt qua vùng mây này thì đây là một tín hiệu khá là đẹp. Nhóm chứng khoán thì, thì anh em ưu tiên thứ nhất là STS thứ hai là Ms và thứ ba là CDS cũng như là biết ai cũng được hay là BVS BVS trong một vài phiên tới nó sẽ tiếp tục được đánh lên và sẽ nhanh chóng vượt qua vùng mây này và sẽ nhanh chóng tiến lên đến cái cái vùng cản chéo này cái đường chen lai giảm kể từ giữa tháng 6 vừa qua ấy, thì nó sẽ nhanh chóng hướng lên đến vùng này nó mà vượt qua được cái vùng 30 này này thì khả năng là sẽ tiến lên được đến vùng 34 35 trong thời gian tới nhóm này nó tiếp tục được đánh kéo lên thì có thể thằng MB sẽ được kéo lên đến vùng 34.5. Anh em nào đang cầm thì ưu tiên lên đến cái vùng 34.5 để chốt lời em nhá. Còn những cổ phiếu như Masan thì phải chờ tiếp tục theo dõi. Ngoài những cơ hội phía trên ra, ngoài những cổ phiếu phía trên ra thì còn một số cổ phiếu khác mà anh em cũng có thể chú ý. Ví dụ như là Masan anh em nào mà muốn giải ngân muốn mua ấy thì có thể canh về quanh vùng 75 76. Nó mà test về đây sau đó cân bằng rồi hướng lên ấy thì lúc đấy anh em mua vẫn chưa muộn và không nên mua khi nó đang tiệm cận biên trên của vùng cản quá và khi thị trường nó lại tiệm cận đang tiệm cận đến biên trên của vùng cản thì em cứ chờ nó chỉnh xong nó cân bằng xong nó test xong lúc đấy anh em mua chưa muộn đâu anh em nhớ nè rồi thì phải chờ thêm hôm nay nó hướng lên đến vùng tiệm cận vùng đỉnh ngắn ạ nhưng mà chưa thể vượt lên được xem thời gian tới nó có test lại test lại về quanh hai ba cộng trừ hay không sau đó nó cân bằng rồi nó hướng lên được hay không thì lúc đấy anh em không mua lúc đấy anh em giải ngân anh em nhớ câu chuyện về chuyển sàn chuyển sang sàn HOSE quan trọng là thời gian tới nó có test lại nó cân bằng nó tái tích lũy nó siết chặt được hay không thì lúc ấy anh chị em giải lần sau anh chị em nhá nên trong một vài phiên tới khi mà thị trường nếu như nó xuất hiện rung lắc thì anh chị em cần phải bám sát những cái con cổ phiếu mà mình vừa mới phân tích mình vừa mới chia sẻ với anh chị em ở trong video này anh chị em mà theo dõi video của mình và thấy cái phương pháp đầu tư của mình hiệu quả phù hợp với phong cách đầu tư của anh chị em anh chị em yêu thích cái phương pháp đầu tư của mình nhớ làm theo ngay cái hướng dẫn trên màn hình để nhanh chóng về đồng hành cùng mình để kịp thời để giải ngân Để không lỡ hết con sóng này chờ hết bao giờ thì chịu chỉnh luôn bây giờ phải ưu tiên ít hay nhiều phải thăm dò cái đã phải ưu tiên vào cổ phiếu khỏe thì mới giúp anh chị em tận dụng được cơ hội và mang về lợi nhuận trong thời gian tới anh chị em nhá anh chị em theo dõi view đến giờ phút này nhớ để lại cho quang một cái like subscribe và chia sẻ lan tỏa video này để mọi người có thêm góc nhìn về thị trường có thêm ý tưởng để đầu tư trong thời gian tới anh chị em nhé cảm ơn anh chị em đã theo dõi